Xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh youtube của Toàn Anh Và hôm nay Toàn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 307 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ, già thiên của tác giả cô Biển Quân Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh youtube Và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện Lúc bây giờ đại chiến đã rơi vào thế rằng co. Đương thời chỉ có cực đạo đế binh mới có thể uy hiếp tên lội điện, chứ dù là thánh khí cũng phổ dụng, khó có thể đả kích được nó. Lúc này nó chìm nổi ở trong tiên quang trong cơ thể diệp phàm, tỏa ra ánh sáng tươi đẹp, kết thành cuồng sáng bên ngoài thân thể diệp phàm, ngăn cản sát thế khủng bố kia. Mái tóc màu lam của hỏa kỳ tử tung bay giống như một con lam kỳ lần tái sinh, ngạo nghệ thiên địa, phát ra tiếng rống to, lục hợp bát hoang đều rùn rẩy mở cho ta Hoặc kỳ từ giống lớn đánh ra một quyền về phía trước kéo theo một vùng mảnh vỡ đại đạo giống như là sắp sửa chém rụng chín tầng trời bao phủ diệp phàm ở phía dưới móng màu lam trong cơ thể của hắn sôi trào hợp nhất với cổ hoàng bình thành bộ thể theo một quyền hắn đánh ra dáng thẳng về phía đầu diệp phàm loại công sát này đúng là không thể tưởng tượng được âm một tiếng diệp phàm vung tay ánh sáng bùng lên trong tay hắn quyền cương mạnh mẽ gào thét đánh ra bị bao phủ bởi một tầng hào quang. Lục đỉnh tự động phòng hộ, đối kháng với ủy lực của Thái Cổ Hoàng. Hai người giao chiến trong nháy mắt, khiến bốn phía chấn động trăng chắc. từng luồng đô điện màu lam và tiền quang xé mở hư không. Địa phương này trở thành một nơi khủng bố khôn cùng, hóa thành một vùng hắc động rộng lớn. Vòng trời biến mất, hóa thành vực sâu màu đen, bị hủy không còn hình dạng gì nữa, nổ tung từng tấc một, trở thành một vùng hư vô, bị không gian thương quyền cắn nuốt tất cả. Diệp Phạm và Hòa Kỳ Tử đều rút lui, có tin nhìn đối phương, đều cảm thấy đế binh của đối phương có vấn đề, có thể cũng không phải là thật. Hỏa lần nhì giết tới, sợ huỳnh trường xảy ra chuyện chẳng lành. Vì dù vận dụng của đội tình trong lần Nam Hạ này, nhưng vẫn không đánh chết được đại địch, đủ để khiến nàng lo sợ. Ánh sáng màu lam của nước bao phủ toàn bộ thiên địa, khí hỗn độn tràn ngập khắp nơi. Hỏa Lân Nhi dùng thực lực cường đại đánh tới, quả thực khiến người ta lạnh ngắt toàn thân. Diệp Phạm phát trả mạnh với bàn tay thon thả kia. Các loại trận vằn nạc đang tràn ra, khiến thân thể chấn động mãnh liệt. Nếu không có tiền quang do lục đình tràn ra bảo vệ thân thể hắn, thì hậu quả đã rất khó lường rồi. Lại là một kiện cổ hoàng binh ư. Ừ. Hắn lộ ra thần sắc khó mà tin nổi. Chẳng lẽ hỏa lân động có hai kiện cổ hoàng binh sao? Chuyện này không đúng sự thật rồi. Hỏa lân nhi cũng lộ vẻ khác thường. Mái tóc màu đam như nước rối tung. Mặt ngọc mày ngài, sóng mắt lưu động nàng cũng phát giác trong cơ thể người này không phải đế bình trần chính có chút khác thường. Chẳng lẽ giống như chúng ta sao? Thần sắc của Hoa Kỳ tử hờ hững quay đầu đối diện với muội muội trong lòng đại khái đã có đáp án. Hai người bọn họ phát động công kích tới, vòng trời nơi này đổ tung hoàn toàn, trở thành một vùng hỗn độn bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nắm tay Diệp phàm không ngừng va chạm với bọn họ, xuất hiện ngàn vạn dấu vết của đại đạo, va chạm kịch liệt với đội hình muội này uy nghiêm của cổ hoàng khiến người ta cảm thấy áp lực gần như hít thở không thông. Không phải là cổ hoàng chân chính, chỉ là cấm khí bắt trước mà thôi. Cuối cùng, Diệp Phàm rốt cuộc cũng hiểu rõ, đây là có người dùng thủ đoạn nghịch thiên, lấy tài liệu thần thánh hiếm có để luyện chế ra, nhưng vẫn chỉ có thể dùng vài lần mà thôi, sau đó sẽ tự hủy đi. Bọn họ đánh một đòn cuối cùng rồi tách nhau ra. Hòa Lân Nhi và Hòa Kỳ Tử đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ tin rằng Diệp Phàm vẫn chưa nắm giữ được đế bình trần chính, nhưng lại không biết cuối cùng là thứ gì. Đột nhiên từ xa xa truyền tới tiếng vang nhỏ, đạo thân của Diệp Phàm đã chết, hóa thành một luồng thanh quang tiêu tán trong thiên địa. Hoàng Hư đạo lập tức mật đi địch thủ, thần sắc ngẩn ra, sau đó đôi mắt lóe lên, hình thể ẩn chứa đạo ngân khó có thể thấy rõ. Thiên địa trở lại tĩnh lặng, hỗn độn tan dần, càn khôn lại được củng cố mấy người rằng co lại xuất hiện trên bầu trời một lần nữa không ai gặp vấn đề gì vừa rồi mấy người bị vận dụng oai lực của cực đạo nhưng đều không qua quyền cước mà đánh ra cũng không phải sử dụng tiên khí chân chính uy lực phát ra tất nhiên chỉ một vạn phần không phải tỏa ra bốn phương tám hướng bằng không thì giao động cường đại này đã khiến cho cả cánh tay của bọn họ cũng không chịu nổi hơn nữa bọn họ đánh vào bên trong hỗn độn những người xem cuộc chiến dù con linh giác nhạy bén tới mấy cũng khó có thể cảm nhận được. Vì vậy trong nháy mắt, một số người cảm thấy tìm bình tăng tốc, nhưng lại không biết rằng bọn họ đã từng vận dụng cổ hoàng binh. Đạo thần suy yếu, chân thần chuẩn bị ngã xuống sao? Một số cường giả cổ tộc ở xa xa nói, cho rằng thế cũng đã bị xoay chuyển rồi. Diệp phong nhíu mày, tình hình rất không ổn. Đạo thần sau khi biến mất, không có khả năng tái hiện lập tức, cần phải chờ một thời gian rất dài. Người thật sự muốn tranh cao thấp, phần mạnh yếu thật sao? Từ đầu tới cuối, chúng ta đều chưa quyết chiến sinh tử đâu. Ánh mắt của Hỏa Lân Nhi lưu chuyển rồi nói. Bà người bọn họ đều nhận được lợi ích rất lớn lao, vì vậy mới đồng ý tiến xuống phía Nam, không có khả năng liêu chết cho thiên hoàng tử, nhưng vẫn phải làm cho có lệ. Diệp Phạm tất nhiên hiểu rõ chiến trường một đống một bên kia mới là tử chiến. Thanh hoàng tử và thiên hoàng tử đều đã bị trọng thương. Một lần đều dùng đại đạo đối kháng tất sẽ có một người phải ngã xuống. Mà chiến trường bên này của bọn họ không ai bị thương, tình hình thế nào, tất nhiên trong lòng hắn rất rõ. Đánh tới bước này rồi, tốt nhất là tránh ra đi, đừng ép ta phải giết người. hoặc Kỳ từ điểm nhiên nói ra, người tới thử xem, nếu không qua được cửa ai của ta, thì chắc chắn ta sẽ làm thịt người. Diệp Phạm đốp chát lại mấy câu, lộ ra sát khí. Chiến trường bên kia đã tới thời các mấu chốt, hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào cản trở và cắt ngang. Giờ mà còn không giết được thiên hoàng tử thì đúng là quá uất ức rồi. Hoa kỳ từ giống to một tiếng, mái tóc làm dựng đứng, hoàn toàn nổi giận. Trong nháy mắt khiến trời sụp đất lở, một mình lao tới. Liều mạng đi, cổ hoàng tử bên này cũng muốn liều mạng rồi đấy. Đại giáo cổ tổng và nhân tộc đều hết cả vía. Diệp Phong không sợ, tay phải chấn động mạnh, hợp nhất lục đạo quyền ý, đánh mạnh về phía trước. Trời đất mờ mịt nổ tung, mái tóc đèn của hắn tung bay, đòn đánh trực diện hỏa kỳ tử, muốn dùng một quyền đánh đối phương thành thịt nát. Không xong rồi. Thân sóc của hỏa lần nhì chấn động, sợ huynh trưởng gặp chuyện không may, cũng lào tới tấn công. Ngọn tay ngọc trắng nõn như tuyết, chấn nát cả trời cao, ấn vào huyệt thái dương của Diệp Phạm. Phía bên kia, hoàng hư đạo quanh người đi thẳng về phía thánh hoàng tử. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn thiên hoàng tử bị giết chết, lúc này vội vã tiến tới. Không kẻ nào có thể chạy thoát, không qua được một cửa của ta thì đừng có hy vọng gì. Diệp Phong tấn công mãnh liệt, dùng tốc độ cực hạn tới va chạm với hỏa đơn nhi và hỏa kỳ tử. Thần thể lại xé mở hư không, cản hoàng hư đạo và chạm gần trăm lần. Mọi người đều hít sâu một hơi khí lạnh. Người này thật sự quá cường đại rồi, nhanh tới khó tin nổi. Bà vị cổ hoàng tức giận mà hắn còn dám làm như thế, thật sự có thể ngăn cản nổi, đúng là sâu không thể lường được. Người đã muốn chết thì ta sẽ cho người tọa nguyện. Hoa kỳ từ lạnh lùng nói ra, hắn khoát tay, xuất ra kỳ lần cửu thức. Loại bí thuật này hợp nhất với thể thuật, uy lực vô cùng, lần đầu tiên thể hiện ra trong cuộc chiến này. Ta sợ người chắc. Diệp Phong không hề sợ hãi, há mồm thét to, khí nuốt sơn hà, dùng lực lượng của một mình hắn đồng thời đánh tới cả Hoàng Lân Nhi và Hoàng Hư Đạo. Hợp chiến với người. Thật là, dù là đối với ta hay là người, đều bất kính cả ta thật ra muốn luận bàn một đối một với ngươi một phen để xác minh đạo của ta. Nhưng hôm nay không được, không thể để cho thiên hoàng tử chết được. Hoàng hư đạo bình tĩnh nói ra. Vậy thì đánh đi, có lẽ ta sẽ giết được một hay hai người trong các người đó. Diệp Phạm đáp, huồng vọng vô cùng. Ngay cả hỏa lần nhí lúc này cũng lộ ra sát khí. Sinh tử giao tranh, đại chiến bắt đầu. Nhưng giờ khắc này lại xảy ra kinh biến. Đại trận của Hắc Hoàng vốn vầy khốn bán thánh và bát bộ thần tướng thế được vốn ngang nhau, anh ngờ lúc này lại có ngoại được tham gia. Không ngờ, một vị cường giả nhân tộc đánh tới, khống chế một chiếc chiến xa màu vàng, Trên khí bốc thẳng lên trời cao, u u lao tới, nghiền nát bầu trời. Tiên quần thần tốc đánh phá vào trong đại trận. Trên chiến xa kia có một thân ảnh hùng vĩ, mái tóc đèn tung bay, ánh mắt giống như lồi điện, khí huyết toàn thân mênh mông, nghịch tiên lao tới, dường như là một vị thiền đế vậy. Chủ quanh hắn có chín con trần lòng uốn lượn, chín con tiên phượng bay múa chín con bạch hổ gầm thét phụ trợ hắn giống như thiên đế giáng trần vương đăng không ngờ lại là hắn nhiều năm qua đi như vậy sau khi hắn bị đánh bại một lần cũng chưa thực xuất thế không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây một vị từng là thiên tài tuyệt thế được xưng là bác đế được coi là một trong những cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ của nhân tộc sau khi thua trong tay diệp phàm chưa bao lâu chưa bao giờ gây dượng nổi ai cũng không thể ngờ được là hôm nay hắn lại xông ra dùng chiến gia thiên đế phá một góc trận đồ khiến cuộc chiến nghịch chuyển không ngờ lại là con dê con đến phá đại sự hạc hoàng nổi giận đai trận của nó đã dùng hết ở ngoài trần hiền thành tài liệu thần thánh mà nó có tích cóp nhiều năm tiêu hào không còn chút gì ở địa phương này nó chỉ có thể dùng tài liệu bình thường khắc trận văn khó khăn lắm với chống nổi bát bộ thần tướng nhưng đầu hơn sẽ sụp đổ thôi nó còn muốn chống thêm một lát không ngờ bác đế lại tới đây cuối cùng khiến đại trận bị phá như vỡ đê mọi người thấy thế tiến của bắc đế như trẻ tre lập tức xé mở một góc sát trận xâm nhập vào bên trong chiến trường bắt bộ thần tướng lao ra như hồng thủy tiếng giết thét rùng trời vang lên mặc dù bắt bộ thần tướng chết rất thảm trọng rất nhiều người bất mạng trong đại trận của hắc hoàng hắn mấy vị bán thánh lại không thể chết một ai tất cả đều vọt ra đáng giận thật chỉ chút nữa là thánh hoàng tử đã giết được tiền hoàng tử rồi ánh mắt Diệp Phàm cũng đỏ rực, nắm chặt bàn tay. Giờ các này tiếng hồ giết rùng trời, bắt bộ thần tướng vọt ra thì đúng là đại họa. Một số kẻ đánh về phía thánh hoàng tử, có không ít người lại lao về phía Diệp Phàm Lấy thần nữ đồ ra, trấn áp cho ta, kiên quyết không để một người tới gần thánh hoàng tử. Hạc Hoàng cất tiếng kêu to. Lệ thiên và yến nhất tịch thúc giục thần nữ đô, bao phủ cả thiên địa. Thanh uy quần cuộn mênh mông khôn cùng tràn ra, nhưng bởi vì bán thánh kiềm giữ lại, đối kháng với nó huyết quang tỏa ra ngập trời địa phương này sôi trào đại chiến đã tới hội cấn hỗn loạn một vùng nơi nơi đều là sát khí máu thịt bày tùng tóe vương đằng cười lạnh hắn cũng không yếu hơn mấy vị cổ hoàng tử là mấy nhưng nhiều năm qua lại chịu đau khổ như vậy hôm nay hoàn toàn bùng phát sau khi công phạt đám người hắc hoàng liền khống chế chiến xa đánh về phía thánh hoàng tử người dám sao diệp phàm tức giận giữa khắc này sau khi bắn ra hai mũi tên đen kịt phá tan không gian diệt bán thánh và bắt bộ thần tướng xong, liền lao tới ngăn cản vương đằng. Không chỉ người có thánh khí đâu. Họ kỳ tử cười lạnh. Lúc này bọn họ cũng không vội, không cần tới cứu thiên hoàng tử thì cũng chẳng sao. Bắt bộ thần tướng tuyệt đối có thể chống lại dòng thác lũ kia. Hắn rút một cây phương thiên hỏa kích ra, cũng đã thánh khí càn đường diệp phàm, khí tức khủng bố chấn động thiên hạ. Diệp phàm không thể không triệu hoán một cây hắc tiễn hộ thể, sau đó lại tế ra đài đá trần thần tiến vào bên trong nhưng mặc chiến y tấn công tứ phương. Địa phương này đã hoàn toàn đổ tung giống như nước sôi trào. Mấy món thanh khí đồng thời xuất hiện, đúng là một tai nạn hủy diệt. Núi lở biển cạn, đất trùng núi chuyển, vòng trời sập xuống, ai cũng khó có thể tồn tại. Bạn bộ thần tướng tổn thất thảm trọng, bị diệt vong trong hỗn chiến tới ba phần. Và mấy vị bán thánh kia tu vi cũng rất cao, đã đánh tới cạnh thiên hoàng tử, khiến thánh hoàng tử gặp phải sự tấn công nghiêm trọng. Diệp Phạm rống to khiến hoàn thống chấn động, không để ý tới ba vị cổ hoàng ngăn cản, tức sùi bọt mép, liều mạng giết về phía trước. Máu tươi bắn ra tùng tóe, cổ tộc ngã xuống hàng loạt, toàn thân của hắn cũng bị máu nhuộm đỏ. Bất kể là ai, hôm nay ta phải giết thiên hoàng tử, kẻ nào ngăn cản tất phải chết. Diệp Phạm quát lớn truyền ra ý chí không thể phá vỡ, hận thù cùng phương đẳng trợ giúp cổ tộc tới cực hạn. Diệp Phạm hận muốn điên lên, ánh mắt khiếp người tức sùi bọt mép, thời khắc mấu chốt lại thất bại trong gang tấc bạc đế đánh tới làm rối loạn chiến cuộc của hắn cùng là nhân tộc vương đăng đã không đến hỗ trợ hắn mà là báo thù hắn đẩy chiến xa thẳng vào đại trận của hắc hoàng hỗ trợ phát bộ thần tướng xoay chuyển trận thế khiến mấy người đông phương giá hận không thể bàm vằm hắn ra diệp vằm vung tay trường tưng ám kìm quét ngang qua ngàn quân một mảnh đầu cổ tộc bay lên mũi thường sắc bén như đợi đào chói mắt cắt ngang qua những cổ họng đầu người không đếm hết kéo theo tia máu bắn lên nhuộm đỏ bầu trời diệp phàm ra sức giết địch chống lại bắt bộ thần tướng Nhưng đời đi qua cuồng phong gào thét mưa máu xối xả bắn ra đến lúc này mọi thứ đều đã thay đổi Bác vị cổ hoàng tử bắt đầu ngăn cản hắn mà không phải hắn ngăn cản ba người này không cho hắn đi lên cứu viện giết giết cho ta lúc này diệp phàm đỏ cả mắt giống ra chữ úm hóa thành một mảnh cuồng bạo tràn đàn quét qua như cơn lũ đây chính là đại thuật sát sinh công kích không phân biệt một ai quét qua thiên địa đạo văn tràn lan từ khối thi thể văng ra diệp Vam lại ngửa đầu thét dài đạo ẩm kéo lên độ cao khủng bố đại quân bắt bộ thần tướng lao tới rời xuống như mưa tiếp đó nổ tung thành một đám mây máu bốn vườn tam hướng hoàn toàn đã thi thể bắt bộ thần tướng ngã xuống thành mảng như cắt cỏ cả bầu trời là máu cùng tàn thi cảnh tượng máu nhuộm tiên địa cực kỳ thảm thiết diệp Vam giết đến phát cuồng dùng hết thủ đoạn sông tới, bởi vì tình cảnh hầu tử ở xa xa đã nguy kịch. Thanh hoàng tử đại chiến đến lúc này đã sớm hào hết nguyên khí, bị thiên hoàng tử cùng mấy bán thánh vây quanh, còn có vương đẳng khống chế chiến xa cổ màu vàng đánh vào, lúc nào cũng có thể đuốt hận. Vừa rồi thanh hoàng tử quyết chiến sinh tử, khác với Diệp Phạm quyết đấu với ba người hoàng hư đạo, đánh tới lúc này, chiến lực của hắn đã hao bảy tám phần, gần như cạn kiệt. Bắt bộ thần tướng, mấy bán thánh vương Đằng lại thêm thiên hoàng tử vô địch ngút trời cùng nhau vây công dù là thần linh tử trần chính cũng khó có thể chống nổi ở phía chiến trường khác đám người hắc hoàng cũng rơi vào cảnh nguy hiểm bởi vì mấy bán thánh đang xem chiến cuộc rốt cuộc không kiểm chế được mà phải đánh tới thần nữ đô trấn áp cho ta lửa cháy quét ngang ngập trời ánh lửa đỏ thiêu cả bầu trời không khiến cho người ta cổ tộc ôm hận thần nữ đô là kỳ bảo trong thánh khí bà là hàng vũ đế đúc bình khí cho đại thánh tổ sư nhân dục đạo, lực sát thương cực lớn. Chiếc lò đông một tiếng nổ lớn, thiếu chút trực tiếp thủ lấy một vị bán thánh, thiếu hắn cả người đầy lửa, suýt nữa thành một cục than đen. Đại chiến vô cùng thảm thiết, khắp nơi đã tiếng là tiếng kêu la, thét khóc, cổ tổng còn sống không ít, đều là những nhân vật lợi hại. Đồng phương giã cũng ra tay, bổng nành tói trong tay quét ngang người, đánh hư không sụp đổ. Đáng tiếc một vị bán thánh khác cũng mang theo thánh khí rất mẻ chống cự lại được nơi này càng thêm thảm thiết hơn nữa trong lòng của diệp phàm lửa giận ngập trời hận không thể giết tới ngay nhưng mà ba vị cổ hoàng tử thì triển các loại thủ đoạn dây dưa tuy rằng hắn chém ngã không ít cường xả cổ tộc nhưng vẫn không thể sống tới cuối cùng hắn phát ra một tiếng thét to mở ra dị tượng vắt ngang trời đó là dị tượng phức tạp cuốn vào một chỗ khó mà nhìn rõ nhưng uy lực đủ xé rách trời đất bạt bộ thần tướng chết đi vô số, phàm là người bị quét trúng đều biến thành những khối thịt vụn. Dù là ba vị cổ hoàng tử cũng bị đánh văng ra, không thể cản nổi. Diệp văn thoát khỏi ba người truy kích, trên đầu treo trường thường ám kim, tay trái cầm hắc Tiến tay phải nắm lục đạo luân hồi quyền, tung hoành trong thiên địa, đánh tới chỗ kịch liệt nhất. Hắc Tiến trong tay của hắn vùng tới trước, chọc thùng một vị bán thánh trên trời, phốc một tiếng hóa thành mây máu. Ở vùng thiên địa đại chiến này, mạng người không bằng cỏ rác khắp nơi đã xác khô tràn ngập máu tươi diệp vàm diệt chết phát cuồng và hắn sợ thánh hoàng tử xảy ra chuyện vương đăng người nộp mạng cho ta hắn không gì cản nổi phàm là kẻ cản đường đều thành thịt nát lựa giận trong lòng hóa thành thiên đao bắn ra từ miệng đợi đào sáng như tuyết quét ngang qua ngàn quân nếu không phải vương đăng chạy tới dùng thánh khí xé rách đại trận của hắc hoàng thì tình thế sẽ không nghịch chuyển như vậy có lẽ thiên hoàng tử đã bị chặt đầu hôm nay chiến trận hoàn toàn xoay chuyển ba bộ thần tướng lao ra như nước vỡ đê mấy bán thánh được giải thoát nháy mắt làm cho thánh hoàng tử chiếm hết ưu thế rơi vào tuyệt cảnh diệp Phàm sát khí bùng nổ trong lòng nghẹn một đoàn lửa giận hận không thể chém ngay tên đầu sỏ vương đằng thần là nhân tộc để phản chiến như thế hỗ trợ cổ tộc thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trường khiến hắn hận muốn điên lên chính vì thế mấy vị cổ tộc đang xem chiến cũng không yên phận có mấy bán thánh ra tay hiện giờ tình thế ác liệt đến cực điểm. Dưới trần Diệp Phạm phơi thay không biết bao nhiêu, thiện quần vạn mạng đánh tới, không biết đã giết bao nhiêu người. Nơi đi qua máu tươi lan tràn, thầy cốt vổ số. Ngay cả bà tiền cổ hoàng tử cũng không cản được ta. Các người ai dám làm mưa. Xong trận này, Phan là kẻ ra tay, dù có trốn ra ngoài chín tầng trời, ta cũng sẽ chém hắn. Hậu tử nguy hiểm, Diệp phàm rống giận như sấm nổ, chấn thế, làm cho người ta sợ hãi không thôi, chấn nhiếp cả cổ tộc trong lòng hắn lại rất bình tĩnh, mở ra dị tượng, thần mà sừng sững quét ngang khắp trốn, cả bầu trời đầy máu, nhưng giết mãi không hết. Hắn rông tầm một tiếng, qua thật trấn trụ không ít người. Những cổ tộc đang xem chiến, nhìn kết cục mấy người đều vô cùng kiên kỵ. Thấy hắn như mà vương thiếu niên vô địch, nơi đi qua đẩy máu tươi rớt xuống, không ai chống nổi, sợ hãi thật sâu. Đột nhiên, mũi nhọn xẹt từ sau đưng, sát khí tuyệt thế xuất hiện. Một mũi nhọn đâm thẳng tới gáy của Diệp phàm nếu sỏ xuyên qua tiên thai, dù là thánh thể nhân tộc cũng phải ảm đạm chết đi. Diệp Phạm xoay người lại, vùng hắc tiến, một tiếng đinh thanh thúy vang vọng tầng trời. Huyết chiến giữa vạn quân, có người dùng bí bảo đánh hắn bột kích, cảm hắn ngay phía sắp tới, ngăn cản hắn liên hệ với thánh hoàng tử. Người cũng là nhân tộc, Diệp Phạm Long phát lạnh, tuy rằng người này có bộ mặt cổ tộc, nhưng khi vận chuyển huyền công, đạo lực đánh tới vẫn có dấu ấn đặc thù của nhân tộc. Hơn nữa, đây là một nhân tộc mạnh không kém gì của hoàng tử, thực lực còn cao hơn vương đẳng một hai bậc. Càng trở như vậy, khiến Diệp Phạm ánh mắt càng lạnh hơn, trên khi bạo táp đánh ra một chiều mạnh nhất. Người này bị đánh bay, khóe miệng tràn máu, thận sắc quỷ dị, nhưng không nguy tới tính mệnh. Sát quang ở sâu trong mắt biến mất, hắn rút đùi đi mất. Diệp Phạm bật chấp đuổi giết, lao thẳng tới phía hoàng tử và phóng ra như sấm sét giết xanh một mảnh trời, khắp nơi là máu tanh, đạp lên thi thể của cổ tộc, rốt cuộc chạy tới nơi này. Lời hắn vừa nói ra lại chọc giận hòa kỳ tử. Ở xa xa, hắn lạnh lẽo mà nói. Người nói ba vị cổ hoàng tử của chúng ta cũng không cản được ngươi. Hôm nay một mình ta sẽ đấu với ngươi. Ở bên này, thanh hoàng tử điều mạng đến bây giờ, thân chịu trọng thương. Mấy vị bán thánh vương đằng khống chế chiến xa cổ màu vàng, cộng thêm tiên hoàng tử có huyết mạch đứng đầu thiên hạ, cùng vây công một lúc. Hắn dùng mạng đặt cược, quyết đấu sống chết, tình trạng thân thể đã không là quản trò lắm thánh hoàng tử nhìn về phía diệp Phạm rồi nói có lẽ chúng ta phải đi thôi các người đi trước đi ta có thể chém giết thiên hoàng tử diệp Phạm trầm giọng rồi nói tiếp đó hắn quét nhìn về phía phương đằng cùng một cổ hoàng tử không yếu khác anh bắt khiếp người lừa dẫn đối với hai người này còn hơn cả thiên hoàng tử cho đến tận thời các mấu chốt của nhân tộc lại là do cương giả nhân tộc can thiệp một lần là hai đại cao thủ bình thường không thấy xuất thế lúc này lại chạy tới gây chuyện ánh mắt của diệp phàm quét về phía xa xa rất nhiều người đang xem trận chiến khẩu ít dành bồn đại giáo nhân tộc nam vực đều có mặt ở đây nhìn ánh mắt của hắn quét tới nhiều người cúi đầu về phần mấy người lý đạo trưởng đã sớm không biết trốn đến chỗ nào rồi khác với như thế cổ tộc thỉnh thoảng có người ra tay hình thành đối lập rõ ràng ở xa xa lý ác thủy lệ thiền không nhịn được lòng nguội lạnh chỉ có hai nhân tộc ra tay nhưng mà lại đánh về phía bọn họ. Diệp Phàm thu hồi ánh mắt, cũng khó trách những danh bồn nam vực, không phải bán thánh mà đi lên thì là chịu chết. Bọn họ quả thật khó xử. Đại thế đã như vậy, mỗi người đều bất an, chỉ cầu tự bảo vệ mình mà thôi. Dù chỉ còn lại ta, cũng phải giết người. Diệp Phạm nhìn thẳng thiên hoàng tử, ánh mắt hừng hực dọa người, hóa thành hảo quang thực chất bắn ra, khiến cho mấy bán thánh không chịu được lùi mấy bước. Thiên hoàng tử sớm bị trọng thương, đối mặt với chính ý và sát ý dữ dội này thì trong lòng rung động, khoe miệng lại tràn ra máu. Người có thể giết ta còn chưa sinh ra, cũng không thể nào đi ra đời này. Hôm nay chính các người phải chết. Hồ chết cũng không mất uy nghiêm, thân phận của hắn bay ra đấy, dù trong lòng e ngại, miệng cũng phải cứng rắn. Cổ tộc có một phần năm chủng tộc thân thiện với nhân tộc, nhìn nhân tộc phát triển nhiều năm, khiến bọn họ rất xúc động. Còn một phần năm khác bảo trì thái độ trùng lập, ba phần năm còn lại là đối địch. Hiện giờ Diệp Phàm chấn nhiếp một bộ phận người xem chiến, nhưng vẫn còn một số người muốn ra tay với bọn họ. Hoặc từ kỳ lại đến đây, tài quét phường thiên họa kích đánh xuống. Đây là một thánh khí, lợi kích sáng như tuyết, to bằng cánh cửa, rũ xuống vạn tiền đạo ngân trấn áp Diệp Phàm Diệp Phàm ra tay, tay trái cầm hắc tiễn, đón đỡ lợi kích sáng chói tay phải là lục đạo luân hồi quyền, đánh về phía hầu đầu của hòa tử kỳ. Giết cho ta! giết sạch chúng cho ta. Thiên hoàng tử bây giờ lạnh đụng quát lên. Ba bộ thần tướng giống to, âm thanh chấn vỡ cả không gian, không biết bao nhiêu ngọn núi vỡ tan. Cả vùng đất sụp đổ thành một mảnh đất chết. Cờ già, một nam tử bề ngoài có vẻ thật bình thường nghe tin tức này như mày, đứng dậy đi ra ngoài. Ngài muốn ra tay sao? Một vị hóa thạch cất tiếng nói. Đúng như vậy, nam tử này ít đời cứng cỏi mà nói. Mấy hóa thạch cũng không phản đối, cũng không thể nhiều lời. Bên ngoài có lẽ không biết thân phận của người này, nhưng bọn họ biết rất rõ, không ai không lay động được ý chí đó. Thành niên này, bình thường im lặng, bỗng gừng bước xoay người rồi nói, hư không đại đế cả đời không kém hơn người ta. Bình ổn náo động hắc ám, trấn bất tử sơn, chiến chư thần vực ngoại, chưa bao giờ lùi bước. Cơ gia ta không sợ kẻ nào, dù đợt trước kia hay hiện tại, có một số việc các người cứ yên tâm đi. Chiến trường đại hoang, người thấy được chưa? bọn chúng căn bản không dám ra tay, còn người của ta càng ngày càng nhiều. Thiên hoàng tử lạnh đùng cười to, quét nhìn người nhân tộc đang xem chiến, sau đó trảo phúng Diệp Phạm một câu. Có rất nhiều người nhân tộc nam vực đang xem chiến đều cúi đầu. Dù có tiền quần vạn mã, hôm nay cũng phải lấy đầu của ngươi. Diệp Phạm ánh mắt sắc bén quét về phía Thiên hoàng tử, lại ra tay đánh văng phường thiên họa kích của họa kỳ tự. Đột nhiên một tiếng thét to truyền tới một bán thánh cổ tộc bị người ta đánh một trường tàn sát, máu nhuộm bầu trời. Kẻ nào? Bàn bộ thần tướng liền rối loạn ngay. Một năm tử thoạt nhìn bình thường, ném vào đám đông thì tuyệt đối sẽ không bị người ta chú ý tới. Ra tay giết một bán thánh, lập tức xông tới bên cạnh thiên hoàng tử. Hư không thuật của hắn, tuyệt diệu, khó mà phòng bị. Bùm một trường đánh tới thiên hoàng tử, liền đánh thiên hoàng tử phun máu mà nhanh chóng rút lui. Một nam tử thần cao trung bình, diện mạo bình thường, im lặng ít nói, đột ngột xuất hiện giữa chiến trường, ra tay giết một bán thánh cổ tộc. Tiếp đó, một chiều đánh thiên hoàng tử phùn máu đuôi ra, nhanh đến mức làm cho người ta hỏa mắt. Hắn bước đi giữa hư không, thiên địa này như không có gì cản được hắn, nhanh chóng triển khai đợt tấn công thứ hai lên thiên hoàng tử, làm cho người ta không kịp phản ứng. Chỉ nghe bùm một tiếng nữa, thiên hoàng tử vội vàng chống cự, thân thể bị chấn lảo đảo lùi ra mấy chục trượng, sắc mặt trắng bệch, miệng phun ra máu. Mọi người ngây ra, đó là nhân vật phương nào, nhanh như điện giật, còn làm cho thiên hoàng tử bị thương, thật nằm ngoài dự đoán của mọi người. Người đại hoang ồ lên, người này đột nhiên xuất hiện, đúng là trời sáng thần bình, đánh cho thiên hoàng tử cũng bị thương, trình độ khiến chiến được khủng bố, làm cho người ta hoảng sợ. Trước đây, thiên hoàng tử đại quyết chiến với thánh hoàng tử, quả thật đã bị trọng thương, hào hết phần nửa chiến lực, không còn dũng mãnh như trước nhưng người bình thường cũng không thể làm hắn bị thương được ở thời đại thánh nhân không xuất hiện này dù là ở tình huống đó chỉ có nhân vật cấp đế tử mới làm hắn trọng thương được ngoài ra không coi làm được cả đế tử hắn là đế tử nhân tộc nếu không khó mà tổn thương được thiên hoàng tử nhân tộc lại có một vị đế tử xuất thế trận chiến này diễn biến thật bất ngờ càng lúc càng đáng sợ người dính líu càng lúc càng phức tạp mọi người sớm coi diệp phàm là một đế tử bởi vì hắn có đủ chiến lực, mà lúc này thanh niên tướng mạo không xuất chúng kia hiện thân cũng được đặt vào hạng này. Một thiên hoàng tử lại bị đánh bay ra, thiếu chút chết ngay tại chỗ, nằm tự im lặng ít lời kia, đánh liền mạch, lưu loát, chiến lực khiến mọi người khiếp sợ, liên tục ra tay. Phòng thái đế tử, mọi người ai cũng rung động, thế công mạnh mẽ, đánh thiên hoàng tử không thở nổi, không ngừng lùi bước, không nói được một tiếng, cả người rách toạc, máu tươi phun ra. Người dám sao? ba bộ thần tướng rút cuộc phản ứng trở lại. Có ban thánh ra tay lao tới, ngăn cản hắn ra tay. Vừa rồi bọn họ không phải không muốn cản, nhưng mà mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Thiền địa dường như bùng nổ. Thành niên im tiếng kia ném cho một tấm bia. Một tòa thần bia hư không xuất hiện. Đường trường đè tên bán thánh kia, nứt toát cả người. Máu tràn ra, thiếu chút thần thể nổ tung. tiền bán thánh kia rất mạnh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú và dùng hết sức rút lui để lại một chuỗi máu tươi thật dài, lộn nhào không xa liền té ngã, thiếu nửa cắm đầu vào đất. Mọi người đều rúng động. Nam tử trẻ tuổi mặt xấu xí, thoạt nhìn không có gì xuất chúng này. Một bia trường trực tiếp đánh ngã bán thánh lộn nhào. Thực lực này khiến người ta phát lạnh. Cùng lúc này, người chấn động hắn lại lao tới. Hư không bị cản trở, vạn vật tiên địa đều là đường đi. Bực nửa bước là nháy mắt xuất hiện bên cạnh thiên hoàng tử. Thiên hoàng tử cũng chấn động, nhanh chóng phản kích chỉ là đạo hạnh pháp lực đều hào hết bảy tám phần lại bị người này đánh bay phùn ra thần huyết đánh tốt lắm giết tên tiểu cầu hoàng tử kia đi ở xa xa đồng phường dạ quát lớn một mình đánh tới bây giờ suốt của con nhân sĩ kinh diễm nhân tộc ra tay hơn nữa mạnh tới như vậy khiến hắn không khỏi máu nóng sôi trào bắt bộ thần tướng vừa sợ vừa giận đúng là thời kỳ giáng kỳ binh đánh cho bọn họ không kịp trở tay tới sát cạnh thiên hoàng tử liên tục bị trọng thương bọn họ điền tràn tới như thác lũ là hắn người kia tên là cơ tử xa xa rốt cuộc có tu sĩ nhân tộc nhận ra thân phận nam tử trẻ tuổi trên chiến trường mọi người đều ngạc nhiên nhân tài mới xuất hiện của cơ gia nói chơi hả đó rõ ràng là một vị đế tử mà một vị giáo chủ rùn giọng nói cơ tử vốn từ cơ gia là con của hư không đại đế ư mấy lão tù sĩ nhìn nhau sau đó hoảng sợ thông qua cái tên đã cân nhắc ra ý nghĩa thật sự coi nhân vật này đã nhân tài mới xuất hiện đúng là vớ vẩn buôn cười hắn sinh ra ở loạn thế giảm trong thận nguyên hôm nay tái hiện nhân gian trở thành hào kiệt cái thế tranh hùng với thái cổ hoàng tử từ y hầu lý khình chu xảo xứng đặt ngang với hắn ta nhớ rồi mười mấy năm trước từng gặp hắn một lần xuất thế nhiều năm chẳng qua quá khiêm nhường chưa bao giờ ra tay mà thôi một vị hóa thạch bỗng bừng tỉnh ra một vị đế tử nhân tộc không vang danh phủ xuống đánh giết vào loạn cuộc quét ngang cổ tộc, chiến sát từng bước và bốn trấn áp thiên hoàng tử. Hư không thần thuật, ngươi là người của cơ gia, dám là địch với ta, ngươi phải biết rõ sẽ có họa diệt môn. Thiên hoàng tử đùi nghiêng một phía, quát lạnh. Hư không nhất mạch không yếu hơn ai, nào sợ người ủy hiếp cỡ chứ, nam vực không phải chỗ người có thể dương oai. Cơ tử nói thật bình thản, ra tay càng sắc bén hơn, gần như muốn đánh tan thiên hoàng tử tại chỗ. Mọi người trợn mắt há mồm, Đế tử nhân tộc dũng mãnh không thể cản đáng thương thiên hoàng tử cả người bị thương thiếu chút bị thánh hoàng tử chém chết hôm nay lại bị một vị cường giả im tiếng đánh hắn bay lung tung thiên hoàng tử cả người đầy thương tích sườn sắp gãy vụn ra lại bị cơ tử đè ép liên tục trọng thương mà bại lui sảng khoái sảng khoái lắm đánh chết cầu hoàng tử kia đánh chết hắn ngay cả yến nhất tịch phòng đừ phóng khoáng như thế cũng không nhịn được khét giải hồ to cả lên có rất nhiều người nhân tộc đang xem chiến nhưng không có một người hỗ trợ trong đám người lạnh lùng nhảy ra một vị cơ tử kinh diễm khiến người ta bị xúc động không thẹn phòng thái của đế tử đây là tiếng lòng của mọi người dù là các cường giả cổ tộc đối địch cũng không nói ra được đời bôi nhọ nào giết diệt hết tiếng kêu thét trùng trời về bản thánh đồng loạt ra tay bắt bộ thần tướng điên cuồng đánh vào chống lại cơ tử nếu không thể tách hai người ra thiên hoàng tử sẽ nguy hiểm có thể sẽ ngã xuống ở đây. Đế tử nhân tộc vô địch, rất nhiều người có thể nhìn ra điều này, đè ép đánh thiên hoàng tử về thường trọng chất, lúc nào cũng có thể giết chết giữa hư không. Vào lúc này, vạn người chú ý, mọi người ngừng thở không dám chớp mắt, khẩn trương nhìn chiến trường, sợ bỏ sót khoảnh khắc chiến đấu. Tuy rằng cơ tử tướng mạo thường thường, im lặng, kiệm lời, nhưng lúc này lại khiến người ta sáng chói, phá tan chín tầng trời. Một người có nghĩa sinh động và chân thật kiềm dưỡng, đứng ra vào lúc mấu chốt hư không thần thuật ở trong tay hắn xuất thần nhập hóa thiên địa tứ hải dưới chân của hắn lại một chiêu thật nặng đánh thiên hoàng tử té nhào trận vật không chịu nổi tóc tai bù xù hẳn lên bắt bộ thần tướng bán thánh đồng đoạt xông lên cũng không cản được không thể phá giải đại hư không thuật không đâu không có hắn âm một tiếng vào lúc mấu chốt hoàng hư đạo xuất hiện phượng hót xé trời vùng tay đánh lên như tiền hoàng chém ngược tiên vực trời dụng đất nứt cản trở cờ tử. Vào khoảnh khắc quy cấp, vẫn là cổ hoàng tử hiển lộ thần uy, mạnh mẽ khí phách, ban bộ thần tướng không có tác dụng, hoàng hư đạo thay bọn họ cản trở cơ tử một phen. Lúc này, hắn sẽ không bảo thủ như trước. Nếu còn cho có lệ, thiên hoàng tử thật sự sẽ bị người ta chém chết. Hắn phải dốc hết khả năng đại chiến cờ tử. Đáng tiếc, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi. Ngay cả Diệp phàm cũng cảm thấy đáng tiếc như vậy. Tiếp tục như vậy không được nữa đâu. Thanh Hoàng tử nhíu mày bởi vì họa lần gì cũng muốn ra tay. Hắn vừa vùng hắc thiết cồn đại chiến, vừa nói với Diệp Phạm. Các người lui ra trước đi, ta cần một thời gian mới có thể chém chết thiên hoàng tử. Diệp Phạm cất tiếng nói, Thanh Hoàng tử lắc đầu nói tiếp. Ta có thể ra tay chém hắn, không ai làm khó được ta, còn ngươi sẽ không thể ra tay với hắn, bằng không sẽ có họa lớn đấy. Một cột sáng vọt lên, Diệp Phạm dùng đại hư không thuật của cơ gia truyền thân dịch cho hậu tử, khiến cho tình khí thần của hắn tăng vọt một mảng lớn, mất sạch vẻ uể oải. Được rồi, vậy hôm nay phải giết hắn mới được. Thanh hoàng tử ánh mắt sáng rực khi nuốt túi xong, đường trường dọa mấy bán thánh rút lui. Vương đẳng sừng sững trên chiến xa cổ màu vàng, chạy ra thật xa, cũng không đi đến trước, đưa đường giết ra một cơ tử, làm cho hắn cảm giác nơi đây rất nguy hiểm. Con cơn giả nhân tộc thần bí khác cũng trốn ra xa xa, ẩn đắp chờ đợi thời cơ. Diệp Phạm đại chiến hỏa kỳ tử, dẫn lửa chiến lan tới gần thiên hoàng tử, đánh tới bên đó. Cổ hoàng tử cũng khó về khốn hắn, hắn mạnh mẽ xông ra. Rốt cuộc thì hỏa lần gì cũng ra tay, mua một, một sợi tóc trên mái tóc dài màu đam như đè sập tầng trời. Khuôn mặt lạnh đéo, đôi mắt như nước, ẩn chứa sát khí trấn áp Diệp Phạm. Bây giờ là đại thế sẽ thành truyền thuyết, Quỳnh bội hỏa lần động hợp chung một chỗ sẽ vô địch thiên hạ. Không đơn giản như là một cộng một bằng hai có thể quét ngang thế gian. Diệp Phàm đánh tới đỏ cả mắt, dù đã đối mặt với đội huyền bội vô địch này cũng vẫn không có sợ. nằm đấm như đá của hắn đã trọi cứng với thánh khí phường thiền hỏa kích của hỏa kỳ tử. Diệp Phàm rống to một tiếng, tay phải vô tình hợp với chân nghĩa lục đạo luân hồi, đánh ra một chiều kinh thiên động địa, gần như đè lên thân thể tuyệt mỹ của hỏa lân nhi, lao vọt đi, dụng mãnh vô song chưa từng có. Hắn một bình kéo khắp chiến trường, không ngừng tiến tới phía trước thiền hoàng tử. Quét ngang bắt bộ thần tướng, thỉnh thoảng còn trọi cứng mấy trận với bán thánh, dòng máu hiếu chiến trong cơ thể sôi trào. Nhưng mà có một chút không ổn. Trong những cổ tộc xem chiến, có mấy kẻ mạnh mẽ như bán thánh, chiến được vô cùng sắc bén, làm người ta kinh sợ. Hơn nữa, đại quân bắt bộ thần tướng giết khổng hết, bao phủ toàn bộ nơi đây. Thanh Hoàng tử vừa khôi phục một ít nguyên khí, lại rơi vào khổ chiến. Đám người Diệp Đồng cũng tràn gặp nguy cơ, không chỉ có bán thánh tấn công, còn có vương đằng cùng một vị cường giả nhân tộc thần bí khắc tập kích. Cơ tử đại chiến cùng Hoàng Hư Đạo, đây là một trận quyết đấu đỉnh cao trần chính. Con trai của đại đế cổ chống lại con của thái cổ hoàng, kinh thiền địa khiếp quỷ thần, khiến cho người ta hoa cả mắt. Phong thái, đệ tử kinh thiền diễm cổ. Hoàng Hư Đạo cũng mạnh mẽ đến mức khiến người ta run sợ, chấn vỡ đạo ngân, mặc chiến y kim loại vũ sắc, lồng phượng hoàng vọt lên, hào quang phủ thiên địa, sùng trời sụp đất đại quân bắt bộ thần tướng ổn định mấy bán thánh mạnh mẽ bảo hộ thiên hoàng tử ở giữa không ai tới gần được hắn lấy ra một lọ thần dịch uống vào xương cốt rung động hồi phục nguyên khí quay miệng của thiên hoàng tử nhếch lên một tiền lạnh lẽo không ngừng cười lạnh hơn nữa tiếng cười càng lúc càng lớn lời nói âm trầm đến lúc này các người không thể xoay chuyển được nữa đâu vừa rồi hắn đạo tâm không ổn trước tiên bị thánh hoàng tử lấy thiết côn thiếu chút nữa đánh chết sau lại thiếu chút nữa bị cơ tử giết chết, suýt đựa đã ngã xuống. Lúc này, chúng quần vây quanh, đại công đã định, thiên hoàng tử hoàn toàn trấn định trở lại, ánh mắt lạnh lẽo, hạ quyết tâm phải từ bỏ mấy đại địch kia. Diệp Phạm nhíu mày, tiếp tục như vậy thì không thể tưởng tượng được hậu quả thế nào. Tình thế thật không ổn, hắn bị huỳnh vội hỏa lần động bám trụ, hai người hợp nhất, chiến lực tăng vọt vượt quá tưởng tượng của hắn. Các người đi giết thiên hoàng tử, tà cản tất cả cho, Diệp Phạm truyền âm với cơ tử cùng Thánh Hoàng tử. Hắn cầm to, khai triển dị tượng. Đánh ngang qua ba ngàn giới, nghịch chiến chín tầng trời. Từng đạo dị tượng mơ hồ vọt lên, khủng bố đến cực hạn, cuốn lấy hoàng hư đạo, gom lấy những bán thánh cùng bát bộ thần tướng, vây giết hậu tử tới cạnh mình. Mọi người kinh sợ, chiến lược như vậy phải mạnh tới cỡ nào? Muốn một mình chống lại những cổ hoàng tử, còn phải chịu đựng công kích của bán thánh cùng bát bộ thần tướng. Còn có vương đăng, cường giả nhân tộc thần bí tập kích quả là nghịch thiên. Mọi người cũng vô cùng công kích, dù cho các dị tượng mạnh mẽ cỡ nào, Diệp Phạm cũng không chịu nổi, muốn phun ra một ngụm máu tươi, lại bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống. Hắn đúng là muốn chết đây mà, không ai có thể sáng tạo ra thần thoại như vậy. Ba vị cổ hoàng tử cùng ra tay, hai vị cường giả nhân tộc không kém hơn đánh bên sườn, còn có mấy bán thánh cùng với bát bộ thần tướng, dù cho là thần linh chuyển thế cũng phải tự trận thôi. Có cường giả cổ tộc cười lạnh nói ra một câu, Diệp Đông tỏ ra lo lắng. Hắn biết rõ sư phụ rơi vào tuyệt cảnh, có thể sẽ ngã xuống, cùng đám người lệ thiên thúc đẩy thần nữ lô, ngăn cản bát bộ thần tướng, tránh cho càng nhiều người đánh tới. Thanh hoàng tử giống to, sau khi được cứu thoát, tình khí thần càng người thiêu đốt, quay lại đỉnh cao, bộ lông vàng sáng chói đánh về phía tiền hoàng tử. Nhưng mà bên này cũng có cao thủ tỏa trấn, bản thánh mạnh nhất tụ tập bên này. Hơn nữa, thiên hoàng tử không hồ là huyết mạch thể chất đứng đầu thiên hạ, lúc này đã sắp phục hồi tới đỉnh phong thiên hoàng tử cười lạnh tàn khốc mà nói kẻ kia chết chắc rồi hắn không chống đỡ được các ngươi cứ sống tới đây ta muốn diệt sạch các ngươi hắn nói thật diệt vong nguy hiểm đến cực điểm một mình bị ngàn quân công kích ngay cả những dị tượng của hắn liên hợp có một không hai vẫn có nguy hiểm ngã xuống máu tươi không ngừng trào lên đều bị hắn ép nuốt xuống thân thể luôn có thể bị đánh tan Lùng này muốn ngã ta tới đây cơ tử đột nhiên lui về. Hắn không nói nhiều, muốn thay Diệp Phạm ngăn cản những người này. Hắn không chỉ luyện hư không thần thuật tới tuyệt hảo, còn sáng tạo độc đáo, kéo mọi người vào hư không. Diệp Phàm không hề chậm trễ, cơ tử thích hợp quần chiến, có thể làm đám người tạm thời rơi vào vũng bùn hư không vô tận, tiến hành trục xuất, nhưng cũng là lấy mạng cản trở, không thể để cho hắn trần chờ một chút nào. Bây giờ, bản thân của hắn đều là phát ra một câu. Cả cản ta, đều phải chết. Diệp Phạm vung nắm đấm, thân nhập vào thạch thầy thánh cấp hộ thể. Dũng mãnh không thể cản lại. Một quyền đánh một bán thánh tan xác sườn trắng bắn tung tóe mọc tươi phun trào ra. Hắn chém giết giữa ngàn quân, sát ý rồi trào. Đây là lần đầu tiên, sau khi hắn trở về phải liều mạng như thế. Đánh tới bước này, mặc kệ thế nào cũng phải chém ngã thiên hoàng tử. Bằng không ngày sau, khó còn có cơ hội. Trừng có thánh hoàng tử, sau có diệp phạm cùng sông tới, một bán thánh mạnh nhất bị giết, thiên hoàng tử sắc mặt trắng bệch, nắm chặt thiên đạo bất tử. Diệp phàm tung hoành bốn phương, tàn trì sườn máu không ngừng bắn ra, hắn nhìn sát thần không gì cản nổi, lao thẳng về phía thiên hoàng tử. Bắt bộ thần tướng hùng hãn không sợ chết, cuồn cuộn kéo tới, tạo thành bức tường dài, nhưng khó mà cản nổi Diệp Phạm. Phía trước máu thịt tùng tóe, hắn dùng xương máu đắp thành con đường đạp lên trời, đồng đảo các cổ tộc phơi xác dưới trần hắn thật sự muốn diệt thiên hoàng tử hay sao? Trong đám người xem chiến có người nói ra, có lẽ thật sự sẽ thành công, nhưng có nửa sẽ gây ra một trận sóng to gió lớn, chúng ta tốt nhất nên tránh xa. Cũng có người rùn rùn nói như vậy. Đối địch với ta, người sẽ đại họa khôn cùng, không cần nói người không giết được ta, dù cho thành công, nhân tộc cũng sẽ không hoàn hồ người. Thiên hoàng tử nắm chặt thiên đào bất tử dơ đến cao, ánh mắt khiếp người. Ý ta đã quyết, hôm nay phải chém ngươi là địch với cả thế gian thì sao? Ta hoành hành chín tầng trời, đánh ra một con đường chết. Diệp Phạm giống trong một tiếng, chấn động những cổ tộc phía dưới run lên. Nhiều người thân thể trực tiếp đổ tung thành một bãi sườn máu. Máu tươi, sườn trắng, binh khí vỡ vụn, xẹt qua không trung thành bức tranh thảm thiết. Mũi thường vó ngựa, giáp sắt lé sáng. Trên trường xưa nay đều là tàn khốc, từng cái đầu đậm máu bay lên. Trong mắt tuyệt vọng không cam lòng, không có lời nào có thể hình dụng được một sinh mệnh trôi đi, mạng người công bằng cỏ rác, máu xương lót thành con đường, là thuyết minh tốt nhất trên chiến trường. Đây là đại thế thiên cổ khó hiện, vạn tộc đồng loạt đi ra, loạn thiên động địa, bất cứ bộ tộc hay là một người nào quật khởi đều khó mà bình ổn. Từ khi bắt đầu đại chiến đến giờ, ngay cả Diệp Phàm cũng bị thương, không có huyết khí hoảng kim tràn ra, không có nghĩa là chưa liều mạng. Hắn dốc hết khả năng, đủ loại kỳ ảo xuất hiện, hóa vào đạo ngân. Trên đường hắn bước tới, máu xương bắn tung tóe giết gửi tới mức đỏ mắt hắn đang tắm trong một cơn mưa máu diệp phàm biết nhất định có người sớm hoài nghi hắn lục đạo luân hồi quyền cùng các dị tượng âm thầm hợp lại không phải chân chính hiện ra nhưng cũng có thể nhìn thấu đôi chiêu hắn che giấu trần thần để tránh dẫn tới nhiều người cổ tộc đánh tới trận chiến tiên đoạn sơn mạch nằm đó tạo ra uy danh chấn thế thế nhưng cũng khiến cho người cổ tộc hận hắn đến thấu xương Diệp Phàm đánh ra một quyền đại quân bắt bộ thần tướng nổ tung từng mạng, lệ khí quét ngoan, tiếng họ hét rung trời, không cam lòng, máu thịt tùng tóe. Trên thần của hắn nhập vào thạch thai, tương đường mặc một bộ thánh y, chặn đứng pháp bảo bình đào đầy trời. Đời đi qua, sắc chất như núi, không ngừng rời xuống. Dù vậy, Diệp Phàm bị thường tử lâu, có ban thánh dùng thánh khí, thấy cổng đáng sợ trong thùng hư không, đánh hắn bị trọng thương. Diệp Phàm giết không biết bao nhiêu người, chiến trường tan khốc như thế, muốn chiến thắng cuối cùng thì Long phải rắn như sắt thép, không có thương hại đồng tình. Hơi mềm yếu một chút sẽ bị người ta chém chết. Thiên hoàng tử lòng e ngại, kẻ đối diện không sợ chết lao tới như ma thần, khi thấy nuốt đuối sông đè hắn không thể thở nổi. Tất cả sông lên, giết hắn cho ta. Thiên hoàng tử quát lớn. Bắt bộ thần tướng hùng hãn không sợ chết, bảy tám người đều đã tổn thất trong chiến dịch này. Nhưng người còn sống đều vẫn như đánh sâu vào nhất là có bán thánh kéo theo thánh khí mà đánh tới. Hai cây hắc tiễn lờ lửng bảo vệ trên đầu Diệp Phàm, hắn cầm trường thương ám kim quẹt ngang qua ngàn quân, mưa máu rơi xuống vô số tàn chi. Đến bước này, Diệp Phàm không thể lùi nữa, dù là rơi vào trong vòng vây bị đánh sâu trọng thương, rốt cuộc chống lại một bán thánh hùng mạnh, đối phương mang theo một tấm lá chắn cổ quái đánh tới, Thánh khí cuốn quanh nặng hơn cả núi cao. Dù huyết khí của Diệp Phàm không còn đầy tràn, nhưng vẫn phấn khởi như cũ, hai mắt bắn ra hai đạo ánh sáng lửa và cầm thường đâm tới trước, lấy dị tượng đối đầu đánh ra một chiều mạnh nhất, cổ thuẫn vỡ vụn. Một tiếng thét thùng trời, mũi thường sắc bén đâm tới, thân thể bán thánh kia bị xé tan, chết ngay tại chỗ, máu tươi tràn lan, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Bên kia thanh hoàng tử đã liều mạng, đánh giết khắp nơi như hổ vào đàn dê. Một cây tiết côn quét nát cả bát bộ thần tướng, gãy xương nát thịt. Hắn đánh thẳng tới trước, tuy rằng tình trạng thân thể không tốt nhưng trong lòng nghẹn lửa giận, khiến cho khí thế của hắn như núi cao, khiến thiên hoàng tử xa xa không khỏi đổi bước. Hết rồi, hết thật rồi. Diệp phàm trần các tiếng lẩm bẩm nói, không lãng phí một chút nào. Cơ tử đang dùng mạng cản trở, trục xuất đám người hoàng hư đạo, hỏa lật nhì vào hư không vô tận. Những người đó có thể đánh ra bất cứ lúc nào, khiến hình thể hắn tàn vỡ. Vào lúc này, dị tượng của Diệp phàm lại tái hiện, một một đạo mơ hồ, nhưng uy lực mạnh mẽ, khí phách cực điểm, sẽ nát rất nhiều bát bộ thần tướng Đánh ra một khu trống trải phía trước Tiếng hồ to rung trời Đại quân không sợ chết Nhanh chóng đánh tới Diệp Phạm tét lên một tiếng Mở ra dị tượng Ném hoàng tử vào Xuyên thấu qua hư không Truyền tống tới cạnh thiên hoàng tử Thánh hoàng tử Người có thể làm gì được ta Tạo uống thần dịch gần như phục hồi Lần này xem ra giết người như thế nào Thiên hoàng tử cũng nổi giận Liên quan tới sống chết Sao không khiến hắn phát cuồng cho được thiên đạo bất tử sáng như là tuyết va chạm với cây cồn đèn thui tiếng kim lại truyền khắp bát hoang lục hợp chấn động nhiều người đang xem chiến đấu thiếu chút nữa xuất khiếu hai vị cổ hoàng tử bắt đầu trận chiến tranh hùng tuyệt thế diệp vong khai triển dị tượng đạp bí quyết chữ hành nhanh đến cực hạn như thời gian ngừng trệ còn hắn thì xuyên qua hư không nhanh chóng lao tới nhưng lúc này khắp nơi là bát bộ thần tướng mấy bán thánh liều mạng ngăn chặn tuy rằng triển khai bí quyết chữ hành có thể đi khắp ngõ ngách thiền địa, tốc độ đến cực hạn, nhưng cũng không quá xa vời. Nhưng mà quá nhiều người xuất hiện, xuất hiện bất cứ đầu cũng phải đánh, mấy bàn thánh bất chấp mọi giá, quấn tinh thần trên người của hắn, chiến pháp như bóng với hình, không chết không thôi. Ở xa xa, dường như hư không tan vỡ, hoàng hư đạo thoát vây đi ra, hóa thành tiên phượng dập nát hư không. Trên khuôn mặt bình thường của cơ tử xuất hiện màu hồng, quay miệng tràn ra tia máu, bị thương không nhẹ, rốt cuộc có người thoát khỏi bí thuật của hắn